Thanh là sẽ làm MC, có thêm nữ ca sĩ của bên này, nữ ca sĩ Trúc Linh, siêu nhiên trong càng khoa tay thì nữ ca sĩ Trúc Linh. Đáp kì. Trước tiên là phải nói là Linh rất là cảm ơn, là không phải là không biết giờ biết cảm ơn từ bắt đầu người nào, nhưng mà Linh phải nói là cảm ơn trước tiên là Trúc trước, phải không? Nếu mà mình thật sự ra, Trúc là một người có một cái công rất lớn cho cái chương trình buổi tối hôm nay. Thành ra chúng ta một tràng vỗ tay cho Trúc được không ạ? Rồi vỗ tay cho em luôn, tại vì tối nay em làm free nè. Mệt lắm á, năm nào cũng từ thiện, dễ sợ luôn á. Xin mời Trúc lên sân khấu để có đôi lời phát biểu với tất cả quý vị hôm nay. Vô đây, lên đây, bây giờ mọi thứ phải bỏ qua hết. Chứ bây giờ Trúc rất là căng thẳng, một tràng vỗ tay nữa. Quý vị ơi, đấy. Còn gì? Trúc cũng xin kính chào quý vị, cô bác, anh chị em và bạn bè đồng hương Tam Kỳ. Mục đích của buổi hội ngộ hôm nay chủ yếu là để bạn bè, bà con gặp nhau, hàn huyên nói chuyện Tam Kỳ. Nhưng mà Tam Kỳ mình cũng có rất nhiều tài năng, bên cạnh Trúc Linh với Trúc Lam cũng còn có rất nhiều ca sĩ hát rất hay. Nên nhân tiện hôm nay bạn bè và Trúc có tổ chức một đêm văn nghệ để quý vị được thưởng thức những giọng ca vàng của Tam Kỳ. Nhưng xin quý vị cũng hiểu cho là tất cả những ca sĩ hôm nay đến từ rất nhiều nơi khác nhau, nhiều buổi giờ khác nhau, nên không có thời gian để tập vợt. Hôm qua là ngày đầu tiên là mọi người gặp nhau tập được có 1-2 tiếng đồng hồ, còn mọi người ở nhà tự tập nên tập qua FaceTime nữa, có practice qua FaceTime rồi Skype nữa, nên rất là cây nhà lá vườn, nên có chuyện gì sai sót nên mọi người bỏ qua giùm. Chúc mọi người một buổi tối thật là vui, xin cảm ơn. Xin cảm ơn Trúc rất là nhiều. Lúc lại Linh ra mà Linh lại hơi vô phép một tí, là Linh quên chào, kính trước tiên phải chào quý vị, các cô chú lớn tuổi hôm nay và những người bạn trẻ tại cũng là đồng hương. Và nhất là Linh rất là vui khi gặp lại thầy Duy. Thầy Duy là một người thầy mà đã là một trong những người đã giúp Linh với Lam hát từ lúc còn bé. Và Linh cũng có một người chị chị ở Việt Nam qua, là con của cậu Linh, mà chị qua từ San Diego và chị cũng có tham dự hôm nay, cũng là rất là tốt cho chị trong cái nhận tiện của tối hôm nay. Và Linh biết là tại vì có năm nay phải công nhận là một năm là Linh thấy nhiều quý vị nhiều hơn và rất là nhiều đồng hương về, và nhất là những người rất là ở xa như là ở bên Úc, là những người bạn thân của Linh với Lam ở bên Hồ Còn ở Tam Kỳ, cho nên là rất là vui. Và cảm ơn quý vị hơn nữa là vì Linh thấy là lúc mà chương trình nó bắt đầu á, thì Trúc cũng rất là mệt, tại vì Trúc nói là có những người đã đăng ký đi rồi cuối cùng lại không có đi được, và cuối cùng là đó chúng ta có hơn 15 bàn luôn. Quý vị thấy đông dễ sợ không? 22 bàn. Thấy không? Tại vì lúc đầu nó có 7 bàn thôi. Thì Trúc với Linh rất là lo. Nhưng mà phải công nhận Trúc rất là giỏi. Và cảm ơn cô chú và các anh chị như các bạn đã mỗi năm dành thời gian để chúng ta được có cơ hội để gặp mặt nhau. Cái đó là điều đó rất là quý. Và Trúc cũng nói với Linh là chắc có lẽ năm nay là năm cuối cùng. Chắc 4 năm nữa Linh mới với Trúc mới dám làm lại, chứ còn sợ quá. Tại vì quá mệt đi. Thành ra một lần nữa xin cảm ơn Trúc và cảm ơn tất cả những quý vị nào đã giúp đỡ cho chương trình của tôi chúng ta có buổi tối hôm nay thật là vui. Một lần nữa xin chúc cho quý vị một buổi tối thật là vui, ăn thật là ngon và quay sớm chạy sớm. Ok. Anh xin nói thêm, không phải ngoài ở Australia đâu mà còn có rất là nhiều bạn ở rất là nhiều tiểu bang xa như là Seattle, Texas đang rồi ở North Carolina là nhiều lắm, rất là nhiều. Rất nhiều bạn, thật sự ra mình không nhớ hết nữa đó. Chính bản thân Linh với Lam cũng vậy, tối hôm qua lại hát ở bên Vegas, Canada nữa nha. Canada, thank you very much, quá thương đó. Và cũng sáng nay bay về sớm để mà được dự chương trình buổi tối hôm nay, và cũng không có thì giờ để giờ với lại chương trình Fashion Show, nhưng mà bảo đảm Fashion Show năm nay hot hơn năm ngoái quý vị ơi. Quý vị ráng ở lại nha, Tam Kỳ năm nay chơi dội hơn năm ngoái rất là nhiều.
Thành ra và cũng nữa là cũng ngay cái mùa World Cup, thành ra là cũng rất là vui, tại vì buổi sáng mọi người get together để coi World Cup, rồi buổi chiều mình có một cái party như thế này. Và lần nữa Linh cảm ơn, và chương trình chúng ta còn nhiều tiết mục rất là thú vị. Thôi bây giờ em nhường cho anh giới thiệu giùm em kế tiếp. Cũng xin thay mặt cho tất cả chị và mình rất xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã không ngại đường xa xôi bỏ những thời giờ quý báu đến dự buổi họp mặt và tiệc hội ngộ tăng kỳ Quảng Nam hôm nay. Nếu có gì sơ xuất cũng mong tất cả quý vị thì hãy vì lòng thương mến và tình thân hữu mà thông cảm bỏ qua cho. Và bây giờ mở đầu chương trình chúng ta trân trọng giới thiệu một nam ca sĩ cũng rất là tiếng hát cũng rất từng đoạt giải huy chương vàng tại tam kỳ và cũng là thầy giáo. Chúng ta trân trọng giới thiệu nam ca sĩ thầy Diễm.